Chào các em, trong bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học về define chooser trong Java Swing. Thì file chooser nghĩa là cho phép người dùng chọn một file trong hệ thống hay trong máy tính của chúng ta và sử dụng file đó trong chương trình Java Swing. Thì để cụ thể cách sử dụng như thế nào để cùng anh đi vào trong ví dụ. Thì trong NetBeans của anh ở cái mainframe trắng này thì anh sẽ tạo một cái button. Thì cái button này khi người dùng click vào hiển thị một cái dialog là chọn file. Thì anh sẽ chọn cái button, anh kéo vào đây và anh đổi tên đi thành là chọn file. Chọn file. Và ở đây anh sẽ đặt tên cái button này là file button. Khi người dùng click vào button này thì hộp thoại dialog file sẽ được hiển thị. Ở đây anh sẽ viết lại là file button, anh đã viết sai đúng không? Button như thế này. Tiếp theo anh sẽ cần một cái label để hiển thị kết quả của cái file đấy. Anh sử dụng hiển thị cái file này lên trên giao diện để cho người dùng biết là đang sử dụng chọn file nào. Anh sẽ chọn cái label ở đây và anh đổi tên đi, anh là thành là file label chẳng hạn. Và lúc này anh sẽ làm một cái hàm callback cho cái nút chọn file này, anh sẽ kích nút chuột. Và lúc này sẽ có một hàm callback gen ra cho anh, đúng không? Thì trong này anh sẽ tạo một cái đối tượng là gfile chooser. Thì lúc này các em tạo cho anh một cái đối tượng là gfile chooser ở đây. Sẽ là file chooser bằng new gfile chooser. Như này. Và tiếp theo thì anh sẽ lọc những cái file nào có đuôi là hình ảnh thì anh sẽ cho phép người dùng chọn. Thì anh sẽ tạo một cái filter là file name extension. File name extension filter và anh sẽ để tên là image filter. Sẽ bằng new file name extension filter. Thì trong này anh sẽ truyền vào đây là hình ảnh đúng không? Đây là cái mô tả thôi, không có vấn đề gì cả. Ở đây sẽ là đuôi file. Thì đuôi file sẽ là jpg này. Rồi phẩy tiếp này, png này. Anh giả dụ như thế. Anh sẽ lọc cho phép người dùng chỉ chọn hai dạng file đấy là jpg và png thôi. Thì sau đó anh sẽ set vào trong cái file chooser này. Set filter này. Và ở đây sẽ là set filter. Các em chọn cho anh hàm set filter. Set file filter. Và các em chuyển cái image filter vào đây. Tiếp theo thì anh sẽ set chế độ cho cái file chooser này, nghĩa là cho phép người dùng chọn một file hay là nhiều file cùng một lúc. Thì các em chỉ việc là ở đây file chooser.set multiple. Thì ở đây các em set là true hoặc false. Nếu mà true nghĩa là cho phép người dùng chọn nhiều file cùng một lúc, hoặc là false nghĩa là cho phép người dùng chỉ chọn một file tại một thời điểm thôi. Tiếp theo đó thì anh sẽ gọi cái hàm là file chooser này. Các em gọi hàm là show dialog. Thì show dialog đây nghĩa là hiển thị dialog cho người dùng chọn là file trong hệ thống. Thì đầu tiên sẽ là nơi hiển thị. Thì anh chọn là this nghĩa là hiển thị trên cái mainframe chính này. Và đây chính là cái button, cái nội dung của button. Khi người dùng chọn file xong rồi thì bấm vào button này, bấm vào cái nút này thì file sẽ được chọn. Thì anh sẽ là để là chọn file như này. Và cái hàm này trả về cho anh một giá trị là in. Và anh sẽ so sánh giá trị in này, if x bằng gfile chooser bằng approve, bằng cái giá trị approve option, nghĩa là người dùng đã chọn file rồi. Nếu người dùng đã chọn file rồi thì anh sẽ lấy giá trị file này ra bằng cách như sau: f bằng file chooser, anh sẽ get selected. Ở đây nếu các em cho phép người dùng chọn một file thì các em dùng cả get selected file, còn nếu các em cho phép người dùng chọn nhiều file cùng lúc thì các em sẽ chọn cái hàm bên dưới, nghĩa là trả về một mảng các file. Thì ở đây anh chỉ cho phép người dùng chọn một file một thời điểm thôi. Do vậy mà anh trả về một file đúng không? Thì anh sẽ import cái thư viện này vào. File. Thì lúc này anh đã có một cái đối tượng file rồi. Thì lúc này các em hoàn toàn có thể dùng những cái hàm hay là cho phép là ghi file vào vị trí đâu đó trong cái chương trình của chúng ta. Thì chúng ta đã học trong file trong Java nâng cao rồi. Thì các em xem lại cách đọc file, ghi file. Thì chúng ta dùng đối tượng file này để chúng ta làm việc. Thì bây giờ anh giả dụ anh sẽ hiển thị cái nội dung của file này lên trên cái label của anh đúng không? Thì anh sẽ dùng image label này. File label. Anh sẽ xem lại xem tên biến này là gì. Sẽ là file label đúng không? Anh sẽ copy này. File label. Và ở đây anh sẽ set icon. Anh sẽ set icon đây sẽ anh new. Anh sẽ new một cái đối tượng là image icon ở đây đúng không? Và trong này anh sẽ truyền vào một cái string đến cái file name thì anh sẽ dùng cái f ở đây. F.get absolute đây, anh sẽ get absolute path ở đây. Nghĩa là đường dẫn đến cái file. Và bây giờ anh sẽ chạy lại để các em xem. Anh sẽ chạy lại chương trình này. Nghĩa là khi anh sẽ chọn một file trong hệ thống, nghĩa là file ở đây là file hình ảnh có đuôi là jpg hay là png, sau đó chọn file xong thì nó sẽ show lên cái label này cho anh.
Thì bây giờ anh sẽ chờ chương trình khởi chạy và anh sẽ demo cho các em thấy. Bây giờ anh sẽ bấm vào nút chọn file. Thì hiện tại đã load file đúng rồi đúng không? Anh sẽ vào Dialog. Đấy, từ mục download này, anh sẽ chọn một cái logo, ví dụ logo này. Anh bấm vào chọn file. Thì các em thấy là hình ảnh của cái file này đã hiển thị lên rồi đúng không? Trong cái file label. Ở đây các em hoàn toàn có thể chọn file khác. Anh dụ các em có thể chọn file này. Và các em thấy là nút chọn file đây chính là cái nút này. Cái nội dung ở đây chính là cái nút chọn file cho anh. Anh bấm OK thì cái nội dung đã được in ra đúng không? Thì như vậy, đối với đối tượng file ở đây, các em hoàn toàn có thể dùng là việc lưu file đâu đó. Các em học trong cái khóa học Java nâng cao về file rồi. Chúng ta dùng những cái hàm trong đấy để chúng ta lưu file, đọc file. Thì trong bài này anh chỉ để mỗi các em biết là chúng ta có thể lấy file từ cái hộp thoại file gchooser thôi. Thì trong bài học tiếp theo chúng ta tiếp tục học về một số cái component khác của Java Swing. Hẹn gặp lại các em.